Lại nghe thu ký cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thượng chính đẳng chính giác. Lại nghe viện nhân duyên đời chướng, lại nghe các đức Phật có sinh tư tài thần thông lớn, đường điều chưa từng có lòng thanh tịnh hơn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chưa phần đầu mặn lễ chân phần rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắng công tam đời mà nghĩ thế này. Thế con dân thiên là việc làm yên có thuận theo bao nhiêu chúng sinh ở trong đời dùng không thể dùng lời nói mà tuyên bày được, chỉ có đứng Phật Thế Tôn hay biết bản nguyện trong thâm tâm của chúng con. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo các ông thầy mạng từ từ đây chẳng ta thường xuyên ông là bằng nhân trong hàng người nói pháp cũng thường khen ca món công đức của ông rồng rằng thiên năng hộ trì dân tuyên bài pháp của ta có thể chỉ dạy lời mình cho hàng bốn chúng giải thích tròn về chính pháp của Phật mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thân tình. Ngoài đứng Như Lai không ai có thể cùng tầm chỗ biển ba ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng mạng từ từ chỉ hay hộ trì trở tuyên pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ấn đứng phần thuở quá khứ mà hộ trì trở tuyên chính pháp của Phật ở trong nhóm người nói pháp thuở đó cũng là bất nhân. Ông lại ở pháp phong của chư Phật nói thông suốt rành rẽ được bốn món chi vô ngài thường hay suy gẫm chân chánh nói pháp thâm tịnh không có nghi lầm đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát. Vì cho thỏa mãn mà thường tu hành thâm tịnh người đời thỏa đấng Phật kia đều gọi ông thân là thanh văn. Nhưng ông mạng từ từ dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sinh. Lại giáo hóa vô lượng vô số người khiến đứng nơi vô thượng chính đẳng chính giác. Ông vì muốn tình cõi phân mà thường làm phân sự giáo hóa chúng sinh. Các tỳ kheo ông mạng từ từ cũng được bậc nhất ở trong hàng người nói pháp. Phở bài đứng và mây ơi
độc nhất trong hàng người nói pháp Phở ca đức Phật trong hiền kiếp về đương lai cũng là phận nhân mà đều hộ trì dân xuyên bài pháp của Phật ông cùng sẽ trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chính pháp của vô lượng vô biên căn đức Phật giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh khiến an lâm nơi đạo vô thượng chính đàng chính vì tình cõi phẩm mà thường xuyên năng tinh tấn giáo hóa chúng sinh lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát qua vô lượng vô số kiếp sau ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chính đàng chính gia hiếu là pháp minh như lai hành tung tiên thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngư trưởng phu tiên nhân sư phận thế tôn đứng phần đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như chỗ cả sông hằng mà làm thành một cõi phẩm đấng bằng bảy thứ bao thẳng bằng như bàn tay không có núi gò khe chuối rạch ngòi nhà đài bằng bài thứ bao đầy dây trong đó cung điện của cánh trời ở gần trên hư không người cùng trời giao tiếp nhau hai bên đều thấy được nhau không có đường dư cũng không có người nữ tất cả chúng sinh đều do biến hóa sinh không có dâm dục được pháp thần không lớn thân trói ánh sang bay đi từ tại chỉ niệm bền chắc có đức tinh tâm trí tuệ tất cả đều thân thân vàng đủ 32 tướng tốt để từ trang nhân dân nướng đó thường dùng hai thức ăn một là pháp hỷ thực hai là thuyền diện thực có vô lượng vô số nghìn muôn ân na do tha ca chúng bồ tát đường xưng thần thông lớn bốn tri vô ngại kêu hài giáo hoa loài chúng sanh chúng thanh bằng trong hương đó tinh kể cho đến đều không thể biến đường đều đường đầy đủ ba món minh sao phán thần không và tám món dài thoa còi nữa của đức phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tự như kiếm tên biểu minh nương tên thiền tinh quán đó sông lâu vô lượng vô số kim pháp chu đời đến lâu sau khi phân diệt độ dựng tháp bằng bảy thứ báo tất cả nương đó bây giờ được thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà thôi bài kệ rằng tùy theo lòng nghe đạo của Phật tử làm vì khéo hồng hương tiền chẳng thể nghĩ bàn được biết chúng ưa pháp nhỏ mà trở nơi chi lớn cho nên cản Bồ Tát làm thanh văn hiền gian dùng vô số phương tiện độ các loại chúng sinh tự nói là thanh văn cánh phần đạo dẫn xa đồ thoát vô lượng chúng thay đều được anh từ dầu ưa nhỏ biến lời sẽ kiếm lần thanh phần
trong ân hạnh Bồ Tát ngoài hiện là thánh văn ít muôn nhàn sinh tứ thực từ tình cõi phần bày ba đông cho người lại hiện tướng ta kiến đệ tử ta như vậy. Phương tiện đồ chúng sinh nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa chúng sinh nghe đó rồi thời lòng sinh nghi lầm nay vô lâu na đây ở xưa nghìn ức phần. Thiên tô đạo mình làm chuyên hộ các phần phá vì cầu về vô thượng mà ở chỗ chư Phật hiện ở trên đệ tử học rộng có trí tuệ nói pháp không chờ chờ nay khiến chúng vui mừng chưa từng có mọi mệt. Để chứng nên việc Phật đã được thần thông lớn đủ môn trí vô ngại biết các căn lời đồn thường nói pháp thâm tình diễn thương nghĩa như thế để dạy nhìn thân chung kiếm chủ pháp đại thừa mà tự tính có phần. Đời sau cùng cũng dạng vô lượng vô số phần hộ trợ tuyên chánh pháp cùng từ tỉnh coi phần thường dùng các phương tiện nói pháp không e sợ đồ chúng không kế đường. Đều tặng những thiết chi cũng dạng các như lại hộ trì tạng pháp bảo sau đó đưa tặng phần hiểu gọi là pháp minh hương đó tên thiền tình bảy thứ bảo hòm thành kiếp tên là bửu minh chúng bồ tát rất đông. Số nhiều vô lượng ứng đều được thần thông lớn sân uy đứng đầy đủ khắp đây cả nước đó thắng văn cũng vô số ba mình tám dài thuộc được bốn chi vô ngại dùng hàng này làm tăng chúng sinh trong cõi đó. Nhân dung đều đã dân không một biên hóa sinh thần trang nghiêm đủ thương pháp hỷ thuyền diệt từ không tưởng món ăn sẽ không có hàng nữ nhân cũng không càng đường giữ vô lâu nà tỳ kheo. Khi công đức tròn đầy sẽ được tịnh độ này chúng hiền thanh rất đông vô lượng viện như thế nay ta chỉ nói lượt bây giờ 1.200 vị a la hán bậc tâm tự tài nghĩ như vậy. Chúng ta vui mừng được điều chưa từng có nếu đừng thế tôn đều thuộc khi cho như các đệ tử lớn khang thời chúng sương lắm đứng còn biết tâm niệm của càng về đó nên nói với ngài đại ca diêm 1.200 vị a la hán đó nay ta sẽ đặng chính gia trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo. Trẻ cung dường sao muốn 2.000 ứng đứng phần phải sao được thành phần hiệu là phổ minh như lai ứng cung chính biến trì minh hạnh tu thiền tại thế gian giải vô thường trị điều ngư thường phụ thiên nhân sư phật thế tôn. 500 vị a la hán ông ưu lâu tầng loa ca diếm ông già gia ca diếm ông nà đề ca diếm ông ca lưu đà di ông ưu đà di ông
giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng kiều trần như tỳ kheo sẽ gặp vô lượng Phật qua vô số kiếp sau mời được thành chính giác. Đường phóng quang minh lớn đầy đủ các thần thông danh đường khắp mười phương tất cả đều tôn kính thường nói pháp vô thường nên hiểu là phổ minh cõi nước đó thân tình Bồ Tát đều dũng mạnh đều lên lầu gắn đẹp vào các hương mười phương đây mà độ cũng vô thường nhiên dân ca đứng phần làm viện cung đó xong xin lòng rất vui mừng dậy lát về bản quân có sức thần như thế phân tỏ sau muôn kiếp chính pháp trụ bồi thòn đường pháp lại hơn chính pháp dĩa trời người lo năm trăm tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm phần đồng hiểu là phổ minh theo thứ tự kia nhau sau khi ta diệt độ ông đó sẽ làm phần thế gian của ông đồ cũng như ta ngày nay coi được đó và ca sức thần thông chúng thanh văn Bồ Tát chính pháp cùng tương quan thọ mệnh kiếp nhiều in đều như trên đã nói ca diêm ông đã biết năm trăm vị tự tại ca chúng thanh văn ca cũng sẽ làm như thế vì nào vắng mặt đây ông nên về tuyên nói bây giờ năm trăm vị à la hán ở trước phần được thu ký xong vui mừng hơn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phần đầu mặn lấy chân phận ăn năn lỗi của mình mà tự trách Thế Tôn chúng con thường nghĩ như vậy tự cho mình đã đường rốn ráo diền đồn nay mới biết đó là như người vô trí vì sao chúng con đang được trí tuệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ Thế Tôn thì như có người đến nhà bản thân say rượu mà nằm lúc đó người bản thân có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say cho nó rồi đi gã đó say nằm đều không ai biết sao khi dậy bèn nhau đi đến nửa căn vì việc ăn mặn mà phải gắng sức cầu tìm rắn là khổ nhọc nếu có được chút ít bèn cho là đủ lúc sau người bản thân gầm gỡ thấy gã bèn bảo rằng là thấy anh này sao lại vì ăn mặn mà đến nỗi này ta luôn chưa muốn cho anh được an vui tha hồ thủ năm món dục ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh này vẫn còn đó mà anh không biết lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống từng là khờ lắm nay anh nên đem ngọc báo đó đôi sang lấy đồ cần dùng thời thường được vừa ý không chỗ thiếu thôn đức Phật cũng lại như vậy lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con khiến Phật lòng cầu nhân thiết tin. Mà chúng con liền bỏ quên không ngay không biết đã được đạo A-la-hán tự nói
chẳng mất. Ngày nay đến Thế Tôn giáng ngộ chúng con mà nói rằng các tùy theo đà của các ông không phải rốn ráo việc ta từ lâu đã kiên can ông gieo căn lành của phần dùng chân phương tiện chỉ tương liên bàn mà các ông cho là thật được việc đổ thế con mới biết mình thực là Bồ Tát được thụ trí sẽ thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng đường điều chưa từng có bây giờ ông Ma Nhà Kiều Trần như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con nghe vô thượng tiếng thụ khí an ổn vui mừng chưa từng có lại phần trí vô lượng này ở chưa Thế Tôn từ hồi các lỗi quay trong phần bao vô lượng đưa chúng phần niên bàn bèn tự cho là đủ như người ngu vô trí khi như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu nhà đó đến giàu lớn bài đồ các tiệc ngón đem châu báu bồ gia còn dính trong và áo thầm cho rồi bỏ đi gã trai nằm không hay sau khi gã đã dày vào đi đến nương ca cầu ăn mặn tự sống nuôi sống rất khôn khổ được khiến cho là đủ chẳng lại muốn đồ tốt chẳng biết trong và khăn có cho bảo vô gia người thân hữu cho châu sao gầm gã nghèo này khổ thiết tránh gã rồi chỉ cho châu trong ao gã nghèo thấy châu đó lòng gã rất vui mừng giàu có căn của cải tha hồ huống hủ dùng chúng con cũng như vậy Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho khiến gieo nguyện vô thượng chúng con vì vô trí chẳng hay cũng chẳng biết đưa chúc phần niên bàn cho đủ chẳng cầu nữa nay phần giáng ngộ con nói chẳng phải thân diệt được phần tuệ vô thượng đó mới là thân diệt con nay từ Phật nghe thủ ký viễn trang nghiêm cùng tuần từ thủ ký thân tâm khắp mừng vui